xa nằm trên đảo Hispaniola thuộc quần đảo Đại Antilles của vùng Caribe Bắc Mỹ. Nơi đây nổi tiếng về truyền thuyết cướp biển ở những bãi biển cát trắng trải dài. Đặc biệt là phải kể đến những ngôi làng như là Salinas, nơi các bé gái đến độ tuổi 12 lại biến thành con trai. Các bé gái mắc hội chứng này thường được sinh ra không có tinh hoàn và có một thứ trông giống âm đạo. Tuy nhiên, khi đến tuổi dậy thì, lượng testosterone tăng cao khiến cho bộ phận sinh dục nam phát triển. Đứng dưới góc nhìn về y học, những trường hợp này thường được gọi là người lưỡng tính giả, hay còn được gọi bằng thuật ngữ liên giới tính. Đây là một dạng rối loạn di truyền rất hiếm gặp. Theo thống kê, tỷ lệ xuất hiện liên giới tính trung bình vào khoảng 1 trên 2.000 ca sinh. Tuy nhiên, ở Salinas, tỷ lệ này là 1 trên 90, và cứ 90 bé gái thì có một em bị biến đổi khi tròn 12 tuổi. Hiện nay, các nhà khoa học đã giải mã hoàn toàn căn bệnh lạ này. Nguyên nhân là do một dạng rối loạn di truyền hiếm gặp. Dù sinh hoạt giống như những người đàn ông bình thường, một số khác biệt nhỏ vẫn tồn tại khi các em bước vào tuổi trưởng thành. Phần lớn trường hợp có ít râu trên mặt hơn và có tuyến tiền liệt nhỏ hơn mức trung bình. Các nhà khoa học cho rằng chính cuộc sống biệt lập của dân làng là nguyên nhân khiến căn bệnh tồn tại qua nhiều thế hệ. Nhờ điều đặc biệt này mà làng Salinas đã thu hút nhiều khách du lịch tới tham quan mỗi năm.